ta thấy là các cái nghị sĩ đó, Mỹ đó, người ta hay đi vận động bầu cử đó, người ta hay quan tâm đến những người gốc Việt, bởi vì những cái khu vực mà các anh đang sống đó, thì cũng có cái lượng phiếu nhất định, thì trong cái việc mà các anh thông báo thì cũng có cái là thông báo về cái việc là họp báo để kêu gọi quan tâm đến các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, thì cũng tổ chức trong khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ, thì có cái ông dân biểu gọi là Alan Lowenthal đó, đúng không ạ, cũng thông báo có chương trình trước đấy do Việt Tân người ta công bố. Thế nhưng mà cuối cùng rồi là gì ạ, cuối cùng là ông ta đến giờ cuối là ông ta bảo là ông ta hủy họp báo do tình trạng sức khỏe đó, chúng ta thấy được đúng không? Thì người ta nói thì người ta nói là một chuyện, nhưng mà quá trình đàm phán hay quá trình hội họp nó liên quan đến vấn đề quyền lợi của hai quốc gia thì người ta sẽ không để cho các anh làm càn đâu. Còn cái vấn đề mà Chung 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 Thắng Chung vừa nói với cái ông nghị sĩ gì đó, thì ở đây nè, chúng ta sẽ thấy nè, thấy hai cái sự khác biệt rất rõ ràng. Tức là cái ông đó là người Mỹ chính gốc, đúng chưa, đúng không? Thì lúc đầu ông ta cũng có ý định làm một cái họp báo gì đó, thì cái cuộc họp báo đó chắc chắn nó có ảnh hưởng tới quan hệ của hai nước nếu cuộc họp báo đó xảy ra, đúng không? Và tới giờ chót người ta thấy được cái điểm đó và người ta đã dừng lại, có nghĩa rằng người ta vẫn biết bảo vệ cái nước Mỹ, rõ ràng chưa? Đó, người ta vẫn biết bảo vệ cái nước Mỹ của người ta. Còn quay lại những cái thành phần vàng ba sọc đỏ đó, mọi người nhìn đi, cuối cùng cũng chẳng biết là họ đang muốn cái gì. Việt Nam họ cũng chống, Mỹ họ cũng chống, mà họ đang sinh sống tại nước Mỹ bao nhiêu năm qua mà bây giờ họ lại đi ủng hộ Ukraine và ủng hộ Hồng Kông là sao? Cho nên cái khái niệm ba que xỏ lá đó theo mọi người có quá đáng đối với họ không? Từ đó thì Trung cứ chia sẻ tiếp đi, lát nữa anh sẽ bổ sung cái đoạn clip cụ thể là cái vị dân biểu gì đó họp hành lang quốc hội Mỹ gì đó sẽ hủy cái cuộc họp đó như thế nào nha, tại sao họ đưa lý do gì họ hủy. Rồi xin mời Trung. Dạ, thì dĩ nhiên là mọi cái vị dân biểu hay là thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ thì người ta cũng phải vì quyền lợi của nước Mỹ thôi, chứ cũng không thể là đi ngược lại với cái quyền lợi của nước Mỹ hay là cái đường lối ngoại giao của chính phủ Mỹ được. Cái điều này là chúng ta dễ hiểu thôi, ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy. Thì anh có thể là anh ở nước Mỹ tự do, anh thể hiện quan điểm, thế nhưng nó cũng phải đúng thời điểm, đúng lúc, nó tránh ảnh hưởng đến cái quan hệ ngoại giao của hai nước. Thì cái điều này chúng ta rất là dễ hiểu, bởi vì sao, bởi vì cái thời gian gần đây đó, các cái đại sứ mà Mỹ tại Việt Nam đó, thì trước khi mà người ta sang hoặc là có một cái giai đoạn người ta hay xuống các cái nơi mà có nhiều cộng đồng người Việt sinh sống để người ta tiếp xúc, người ta cũng tìm hiểu, gọi là tìm hiểu về tâm tư nguyện vọng đó, thì chúng ta thấy thôi, người ta đều không có cho đưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó vô để mà đứng chung khung hình với người ta. Đúng rồi. Người ta cũng 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 sợ là gì, sợ thì không phải, nhưng mà cũng cũng về góc độ nào đó thì người ta cũng cũng sợ ảnh hưởng đến cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cái điều này chúng ta dễ hiểu thôi, và qua cái điểm đó là chúng ta có thể thấy được cái giá trị, đúng không ạ, của các anh ấy nằm ở đâu và ở vị trí nào, chúng ta dễ thấy dễ hiểu thôi. Thì vì một lý do nào đó về góc độ chính trị thì có thể liên quan đến quyền lợi chính trị của người ta, thì người ta có thể xuống người ta tiếp xúc với các anh ấy. Thế nhưng mà về góc độ mà liên quan đến hai quốc gia đó thì người ta sẽ gạt các anh sang một bên để người ta đảm bảo quyền lợi quốc gia lên trên hết, bởi vì các anh cũng chỉ là Chính một xác. cộng đồng nhỏ trên đất nước Hoa Kỳ thôi, chứ các anh không phải là một cộng đồng lớn hay đóng một vai trò quyết định đến vận mệnh chính trị của nước Mỹ. Thế nên cái việc người ta tiếp xúc đối với anh thì cũng là hết sức bình thường, cũng là một cộng đồng, một sắc dân ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ thì người ta tiếp xúc là bình thường, nhưng người ta không cho các anh đưa các yếu tố mà ảnh hưởng đến ngoại giao của hai nước vào trong các cái phòng họp hoặc trong cái buổi chụp hình hay là vân vân cả, thì chúng ta có thể Động thấy được cái buổi vận động bầu cử rồi đúng không? Đó. không? Đó, thì chúng ta có thể thấy ngay cái việc đó nó diễn ra, thì thời gian gần đây là chúng ta thấy rất là nhiều.
Và cái việc ngày hôm nay cái ông mà dân dân biểu Mỹ này, ông ấy từ chối cái cuộc họp báo này ấy, thì theo em nghĩ nó cũng hết sức bình thường thôi, nó cũng không có Đúng gì mà chúng ta đáng bàn. Thế nhưng cái đáng bàn ở rồi. đây đó là lại thêm một cái thất bại nữa, một cái thất bại nữa đối với những cái anh ở bên kia thế giới, và các anh luôn cho rằng là vấn đề này vấn đề kia. Thực tế nào mà nói đó thì liên quan đến vấn đề là thể chế chính trị của nước ta và nước Mỹ là có sự khác nhau, cái điều này chúng ta khẳng định. Thế nhưng về quyền lợi của quốc gia, của dân tộc hai nước thì là như nhau, thế nên quốc gia nào người ta cũng sẽ có cái quan điểm để bảo vệ cái quyền lợi đó. Và ngay kể cả các cái đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đó, người ta cũng thừa biết là cái cuộc sống ở thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, thậm chí người ta cũng đi nhiều nơi ở trên đất nước Việt Nam để người ta tìm hiểu thêm, thì người ta cũng thừa biết cái tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam ở đâu. Nhưng về góc độ ngoại giao nó là một chuyện, còn về góc độ bản chất ở phía bên trong thì em đã có phân tích rồi đấy, thì cũng không phải bàn cãi. Và người ta đưa ra những lời nói đó chưa chắc đã là do người ta muốn nói. Và chúng ta nhớ lại một cái điều đó là ông Colin Powell, đúng không ạ, sau khi ông ấy nhận ra cái sai lầm của ông thì ông đã có những cái chia sẻ, đó là một cái sự lừa dối lớn nhất lịch sử, ông nói như vậy. Thế bản thân ông ta ngày đó cũng vì chính phủ Mỹ và quyền lợi của nước Mỹ, và người ta đã đưa ra những cái lời nói không đúng sự thực, thì cái điều này chúng ta rất dễ hiểu thôi. Về vấn đề Iraq đó, cái lọ bột trắng đó thì chúng ta hiểu thôi chứ không vấn đề gì cả. Thì hiện nay các đại sứ Mỹ ở Việt Nam hoặc là các cái tổ chức này tổ chức kia, phi chính phủ này với chính phủ nọ, rồi người ta có những cái bài phát biểu hoặc có những cái nhận định về Việt Nam chúng ta thì dễ hiểu thôi, người ta vì ai thì chúng ta có thể biết. Còn cái việc các anh ngoài vấn đề mà các anh ủng hộ, các anh kêu gọi đi biểu tình để chống nhà nước Việt Nam, thế nhưng kết quả không đạt được, thì bên cạnh đó là các anh cũng ủng hộ thêm Ukraine với các thứ, thì chúng ta dễ hiểu thôi mà, cũng không có gì khó, bởi vì những quốc gia đó là được Mỹ ủng hộ thì các anh ủng hộ, cái điều đó chúng ta dễ nhận thấy thôi. Cái điều đó thì các anh lại cực kỳ trung thành với Mỹ, thì chúng ta cảm nhận được cái mỗi một cái góc độ trong cái vấn đề để chúng ta có thể nhìn nhận nó rõ ràng hơn. Còn cái vấn đề mà có thông tin cho rằng là có người đột nhập vân vân cả, thì dĩ nhiên chúng ta biết cái việc ở chung một khách sạn thì cũng không có gì là quá đáng cả, bởi vì có thể là chúng ta chỉ ở bao nhiêu phòng và sẽ được bảo vệ như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên là các anh có thể ở chung một khách sạn, thế nhưng cái việc ở chung tầng khả năng đã khó rồi, chứ đừng có nói mà ở sát phòng. Nên cái việc các anh cho rằng là các anh đột nhập, các anh làm được cái này cái kia thì nó thể hiện cái sự dối trá của anh thôi, chứ còn thực ra các anh không làm được gì đâu. Bởi vì chúng ta nhìn cái góc độ nào đi chăng nữa, ngay kể cả như là tổng thống, các tổng thống mà sang Việt Nam đó, các lãnh đạo mà sang Việt Nam mà dự hội nghị các nền kinh tế APEC tại Đà Nẵng năm 2017 đó, thì trong đó có cả tổng thống Mỹ Donald Trump đó, thì cái việc người ta ở một cái khách sạn nào đó thì cái việc bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Ngoài cái vấn đề là các mật vụ Mỹ ra thì còn có gì ạ? Còn có các cái lực lượng bảo vệ của Việt Nam chúng ta nữa, là nước chủ nhà. Thì hiện nay chúng ta sang Mỹ cũng vậy thôi, cái điều này hết sức nó bình thường. Thế nên là có thể ở tầng trên tầng dưới thì có khả năng, còn còn có khả năng nhé, là có, chứ còn chưa chắc đã có. Nhưng mà thường là tổng thống Mỹ người ta ở thì người ta gần như người ta thuê luôn cả cái khách sạn đó. Thế nhưng mà về kinh tế thì chúng ta tìm hiểu rồi, thì cái việc đó nó chi tiêu rất là lớn liên quan đến tiền thuế. Thì Việt Nam chúng ta ở có thể một tầng hai tầng thì người ta có thể ở tầng dưới, hoặc là ở tầng dưới nữa gì đó, hoặc là tầng trên hay như nào đó, thì cái chuyện đó thì có khả năng xảy ra. Chứ còn nếu mà ở trung tầng thì khả năng đã khó, chứ đừng nói ở sát phòng. Thì người ta có thể in những cái khẩu hiệu, những cái truyền đơn hay những cái lá thư rải, thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả, nó càng thể hiện thêm cái sự bất lực của anh thôi. Và như chúng ta nghe, chúng ta biết đó là chắc chắn là khi các anh bị phát hiện thì các anh sẽ bị đuổi ngay khỏi khách sạn, đó là cái vấn đề bình thường. Còn cái vấn đề mà anh lại có những hành động nó quá khích hơn á, thì chắc chắn là các anh sẽ bị cảnh sát người ta tóm cổ các anh ngay. Thì trước Đúng rồi. đây cũng đã có các cái hành động như vậy, thế nhưng về góc độ trước đây thì em cũng chưa tìm hiểu lắm là cái chính quyền Mỹ người ta xử lý như thế nào. Nhưng mà đối với cái việc quan hệ hợp tác của hai quốc gia hiện nay mà các anh có những hành động quá khích thì chắc chắn các anh sẽ bị tóm cổ ngay. Bởi vì lãnh đạo các nước khi người ta sang thăm Mỹ đó, có vấn đề gì xảy ra đó, thì cái đập vào 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 mặt chính phủ Mỹ, chứ không phải đập vào ai cả, làm xấu hổ là xấu hổ an ninh Mỹ và xấu hổ nước Mỹ. Bởi vì các anh không có đảm bảo được cái
an ninh mà khi một lãnh đạo quốc gia khác sang thăm quốc gia mình, đó là đúng ảnh rồi, hưởng quốc khác thể với của một nhà. quốc gia chứ không phải đơn giản. Cho nên là theo em nghĩ là cái vấn đề này thì các anh ấy tự nâng tầm của các anh lên và thể hiện thêm một tí nào đó để các anh gọi là giống như kiểu là cây tiếng vang thôi, chứ còn thực ra các anh chả làm được gì cả. Và cái việc mà tiếp cận được với thủ tướng mà ở trong khách sạn thì cực kỳ khó. Các anh không bao giờ các anh làm được việc đó. Nói thẳng với thế, chúng ta anh em chúng ta cứ trao đổi thẳng với nhau thế. Mặc dù chúng ta chưa từng được đi, nhưng mà chúng ta cảm nhận được cái điều này qua các cái sự kiện tổ chức ở Việt Nam thôi. Ví dụ như là từ cái cung đường đi, đúng không ạ, là cũng đã có những cái lực lượng an ninh mật vụ của hai nước người ta kiểm soát tình rất là cảm. chặt chẽ đó, chứ không 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 chỉ riêng gì ở ở đâu cả. Thế thì cái việc ở chung khách sạn thì trước đây thì cũng có nhiều, ở Việt Nam chúng ta cũng thế, chứ không phải là nguyên thủ quốc gia nào người ta cũng có cái điều kiện người ta thuê nguyên cả khách sạn. Thế nên là cái việc đó thì chúng ta cảm nhận thêm một cái điều nữa là các anh cứ bảo là Việt Nam chúng ta thế này, Việt Nam chúng ta thế kia, rồi nền giáo dục thế này, nền giáo dục thế kia. Thế nhưng mà chúng ta cảm nhận được là các cái tổ chức phi chính phủ hay là các cái quốc gia người ta o ép Việt Nam chúng ta đó, thì thực ra mà nói về nguyện vọng hay là ý chí hay là tâm tư của quần chúng dân Việt Nam thì cũng có nhiều người, không ít đâu mà nhiều người đó, người ta cũng không đồng tình về cái vấn đề đó, thế nhưng người ta không phản ứng thoái quá và thiếu văn hóa như vậy. Đấy, ngoài cái thể hiện cái sự bất lực của anh còn thể hiện cái mức độ thiếu văn hóa, thiếu văn minh và không có tiến bộ. Thì cái điều này chúng ta cảm nhận được dễ hiểu thôi, chứ cũng không có gì cả. Thì các anh ấy sang bên kia thì cũng là lâu rồi, tuổi cũng đã cao rồi, đặc biệt là có một số cô chú bác anh chị là khi mà rời bỏ quê hương đất nước chạy theo cái cuộc sống xa hoa phù phiếm đó, quen có tài trợ rồi đó, thì khi đi thì cũng đã lớn tuổi rồi, có người cũng 30-40 tuổi rồi đấy. Thì cái việc mà sang đó bây giờ tuổi cao sức yếu cũng chả làm được gì nữa. Thế còn cái thế hệ mà trẻ hơn một tí nữa thì người thì vẫn còn đi làm, người thì cũng coi như ăn tiền già tiền bệnh, ở nhà cũng chả có việc gì. Thế vô tình có cái sự kiện là đi, là chúng ta theo dõi trên các phương tiện thấy thôi, ra là chụp ảnh rồi tự sướng cười toe toét, có đấu tranh có cái gì đâu, ra là vừa có nước uống rồi vừa có bánh mì, rồi giống như kiểu một buổi gặp mặt thôi mà, rồi ra rồi dãi nắng dầm sương chứ làm được cái gì, chả làm được cái gì cả. Thì cũng qua cái việc đó thì có thể thấy được, cũng có cái lời khuyên thôi, thì các anh các chị cô chú ấy có tuổi rồi nên suy nghĩ cho nó chín chắn. Chứ người Mỹ ấy, người ta phải vì nước Mỹ chứ người ta không vì một bộ phận nhỏ các anh đâu. Đấy, cộng đồng người Việt ở Mỹ thì khoảng 2-3 triệu người gì đó thì em cũng chưa tìm hiểu, nhưng mà người ta trong cái số đó thì có một số rất nhỏ thôi các anh làm những cái việc mà chúng ta hay nói là diễn trò này. Thế nên là chính phủ Mỹ người ta không quan tâm đâu, người ta quan tâm là người ta quan tâm những cái người mà chấp hành tốt các cái vấn đề của nước Mỹ, an ninh nước Mỹ, luật pháp Mỹ và các cái điều kiện khác của nước Mỹ để người ta phát triển kinh tế, chứ không ai người ta đi quan tâm những cái thành phần phá rối này. Và chúng ta lại nhớ lại cái câu nói đó là gì, đó là ký sinh trùng, đúng không ạ? Đó, cái vị trí của các anh là ở đó. Đấy, cái vị trí của các anh là ở đó, cho nên các anh đừng có thể hiện cái gì nó quá đáng ở nước Mỹ. Pháp luật Mỹ người ta không dung thứ cho những cái hành động như vậy, và chúng ta có thể thấy được đó là cảnh sát Mỹ người ta làm nhiệm vụ như thế nào rồi. Nếu như các anh mà lao vào quá khích hay thế này thế kia thì có khi các anh còn ăn đạn nữa lần khác. Đấy, thì các anh đừng có làm xấu mặt nước Mỹ hơn nữa, và đặc biệt là làm xấu đi, đúng không ạ, hình ảnh của những người Việt Nam ở các nước. Bởi vì những người mà người ta có ăn có học thì người ta không ai người ta cư xử và có những hành động như thế. Đến tổ quốc mình, quốc gia mình, đất mẹ mình, quê hương mình, anh cũng chống. Những cái nơi mà các quốc gia người ta đùm bọc mình, kêu mang mình, cho mình cái vấn đề này, vấn đề kia, các anh cũng chống. Thế thử hỏi các anh có thể sống được ở đâu nữa, các anh có thể làm được cái gì, đúng không ạ? Thì qua ngày hôm nay em chỉ chia sẻ như vậy thôi. Thì chúng ta cũng có thể chờ thêm những cái thông tin đáng mừng khác của chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ và hội đàm với lãnh đạo các nước cũng như là với Tổng thống Mỹ nói riêng và các cái đơn vị của chính phủ Mỹ nói chung. Đó là em cảm nhận như vậy. Thì cũng cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe em chia sẻ. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Ok vậy ha mọi người ha. Thì thưa qua xin phép sẽ xuống cái like ở đây. Xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi live lần sau. Gặp mọi người live sau. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại mọi người ạ. Bye bye.